Yoshi chào mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Hiếu Lê Manusian. Thì cuối tuần này thì có một cái trận giữa câu lạc bộ Hà Nội và SHB Đà Nẵng, thế là tôi cũng quyết định là mua vé, và hôm nay tôi Bảo với cả Vũ sẽ cùng nhau ra sân vận động Hàng Đẫy để xem một trận bóng. Đây cũng không phải là một trận quá kinh điển, nhưng mà nói chung là cũng là một cái lần để mình trải nghiệm ra sân vận động Hàng Đẫy xem nó có khác gì so với sân vận động Mỹ Đình không, bởi vì mình cũng nghe cái tên sân này khá là nhiều rồi nhưng mà chưa có dịp mà đi, để đây là cái cơ hội tốt nhất đi. Thì trận hôm nay thì đá vào lúc 19:15 mà bây giờ thì đang là cỡ 5 giờ chiều. Bây giờ là mình sẽ qua nhà Bảo đón Bảo, xong rồi mình sẽ đến sân và anh em mình sẽ chờ thêm bạn Vũ nữa, bởi vì bạn Vũ hôm nay là đi cắt tóc làm về nó hơi muộn, phải cỡ đâu đấy 6 giờ mới từ đấy đi, thì phải 6 rưỡi mới gặp nhau được đấy. Rồi ba anh em lại vào đấy và mình sẽ lại quay ở trong đấy luôn. Ok nhá, rồi đi thôi. Ok, bọn mình đã đến sân vận động Hàng Đẫy rồi, và bây giờ trước mắt thì sẽ kiếm một quán ăn trước đã, quán hoặc là quán nước ra, bây giờ mình chưa có đó lắm. Chào mọi người nhá, đây là tối vãi lìn, đây là Bảo. Đấy. Hôm nay tôi thật là lâu rồi tôi cũng không đi sân vận động, nhưng mà được ông anh rủ, hay là mua vé online, hay là ba chúng tôi tiếp tục chặn đường, tiếp tục là một chuỗi series đi ăn và hôm nay cổ vũ bóng đá cho câu lạc bộ Hà Nội đối với SHB Đà Nẵng. Yes. Thì mỗi vé ở đây đợt này bọn tôi mua là 50.000, tổng 3 người là 150.000. Có những loại vé hạng đắt hơn như là vé 60.000 hạng. Bên khán đài A 80.000 có, 100.000 cũng có, nhưng mà bọn tôi mua rẻ thôi, vì ba thằng căn bản là mục đích xem là chính rồi chứ cũng không có ham đắt. Trước mắt mọi người đây đó chính là hội cổ động viên già của bên Hà Nội FC. Cái cổng trước mắt của chúng ta thì đấy sẽ là cổng bọn mình sẽ tí nữa đi vào chuẩn bị chứng kiến trận đấu giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng. Đây, mọi người có thể thấy trước mặt của chúng ta đó chính là bên khán đài B của sân vận động Hàng Đẫy. Wow, đợt này thì lại không quá là đông anh em ạ. Em mua rồi. Ngồi đâu? Mấy kia à? Ngồi đâu hả anh em? Ở đây đi, để chỉ đi. Không chó. Ở đây à? Ở đây. Tụi một trong. Nếu mọi người đang nhìn người đang đứng ở trong khung thành hiện tại, đó chính là cầu thủ thủ môn Bùi Tấn Trường của chúng ta đấy mọi người ạ. Đấy, hiện tại thì đôi bên của chúng ta là đang luyện tập một tí để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra tối nay. Đấy, xin một lần nữa nhắc lại với mọi người, đó chính là trận đấu giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng diễn ra vào lúc 19:15. Khán đài của chúng ta hôm nay thì cũng không có quá là đông, có thể thấy sau cũng khá là thoáng. Ở bên kia thì có cái chỗ ở giữa hai bên không phải hàng chính thì đông, hơi đông thôi. Đấy. Sau đây cũng khá là vắng. Ở về sau thì cũng hơi đông. Cái này là cái bộ võ contrast của Hà Nội FC. Đấy, chiến đấu thì người hâm mộ đây, mọi người có vẻ có đang khá là náo nhiệt. Bạn kia xinh thế. Hiện tại chưa đông đâu, nhưng mà chắc là một lúc nữa mà phát hết bộ gõ thì chả khác cái gì mẹ nghe cái tiếng trống mẹ quang quang ngay bên tai luôn ạ. Còn khoảng có 10 phút nữa là trận đấu của chúng ta sẽ bắt đầu đây mọi người ạ. Anh em ơi,
thứ tiếng mờ rào. Do là bọn mình ngồi khán đài B này, nó sẽ không, cái mặt cũng là sẽ bị ngược. Bên kia thì đắt tiền hơn thì sẽ hướng về bên kia các bạn. Trận đấu của chúng ta đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Vâng, và hiệp đấu đầu tiên của chúng ta đã bắt đầu.
mệt đấy. Vẫn còn. Ôi. Như vậy là chúng ta cũng vừa mới kết thúc hiệp 1 của trận đấu giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng. Đấy. Chúng ta đang là tạm thời nghỉ giữa hiệp. Nãy vừa gặp luôn cả anh Ba Ngọc Sơn, anh em cũng không tin được. Chỉ quay lại cho mọi người nếu mà được. Vâng mọi người ạ, như vậy là hiệp 2 của chúng ta đã bắt đầu. Và bây giờ hai đội đổi sân cho nhau. À đổi sân cho nhau. Giờ Hà Nội là theo hướng mình thì sẽ bây giờ là bảo vệ khung thành ở bên này, còn SHB là nó sẽ bảo vệ khung thành ở bên kia. Show you!
ok. Ok mọi người ạ, thì trận đấu của chúng ta đã kết thúc. Hiện tại đang hơi tối. Đây, ok, mình đứng ở đây sẵn. Thì kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0 nghiêng về câu lạc bộ Hà Nội. Nói chung là hôm nay là một trận đấu rất là hay. Hai bàn thắng được ghi vào 2 phút bù giờ và một bàn thắng giữa là phát lập công của Đỗ Hùng Dũng. Đấy. Rất là hay, rất là cuốn. Rất là may khi mà mình đã quyết định hôm nay đi xem cùng với Bảo và Vũ. Có lẽ bây giờ mình cũng sẽ xin kết thúc cái chương vlog của chúng ta ở đây. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu anh em thích thì đừng quên để lại cho mình một like, một sub, và nếu có thể thì hãy chia sẻ một kênh này để mọi người thể biết tới kênh của mình là Hiếu Lê Manusian nhá. Thì bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn anh em vào những video sau của mình nhá. Bye bye anh em. Bây giờ tôi cũng về đi nghỉ ở đây, mệt lắm rồi.